Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bào Bàng tỉnh Bình Dương đến năm 2040. Huyện Bầu Bàng với định hướng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới, làm tiền đề phấn đấu các giai đoạn tiếp theo đạt các chỉ tiêu đô thị loại 3, trở thành thị xã thuộc tỉnh. Nghiên cứu định hướng phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ thống điểm dân cư đô thị và nông thôn bố trí cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của huyện đề ra trong mối quan hệ với vùng tỉnh và các khu vực xung quanh làm cơ sở triển khai các quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng xác định các dự án ưu tiên đầu tư phát triển và quản lý đô thị các khu vực dân cư nông thôn khu vực phát triển đô thị công nghiệp du lịch hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành đảm bảo sự phát triển hài hòa đồng bộ